Chương 2. Tàu bay. 1.1. Quốc tịch tàu bay. Điều 13. Đăng ký quốc tịch tàu bay. 1. Tàu bay là thiết bị được nâng giữ trong khí quyển nhờ tác động tương hỗ với không khí, bao gồm máy bay, trực thăng, tàu lượn, khí cầu và các thiết bị bay khác, trừ thiết bị được nâng giữ trong khí quyển nhờ tác động tương hỗ với không khí phản lại từ bề mặt trái đất. 2. Tàu bay đăng ký mang quốc tịch Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây: A. Chưa có quốc tịch của bất kỳ quốc gia nào hoặc đã xóa quốc tịch của nước ngoài. B. Có giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở hữu tàu bay. C. Phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc công nhận. 3. Ba. Tàu bay đang trong giai đoạn chế tạo, lắp ráp hoặc thử nghiệm tại Việt Nam được tạm thời đăng ký mang quốc tịch Việt Nam. Nếu đáp ứng điều kiện quy định tại điểm B và điểm C khoảng hai điều này. 4. Tàu bay thuộc sở hữu của tổ chức cá nhân Việt Nam và do tổ chức cá nhân Việt Nam khai thác phải đăng ký mang quốc tịch Việt Nam. Trong trường hợp là cá nhân thì cá nhân phải thường trú tại Việt Nam. 5. Tàu bay thuộc sở hữu của tổ chức cá nhân nước ngoài do tổ chức cá nhân Việt Nam thuê theo hình thức thuê không có tổ bay, thuê mua được đăng ký mang quốc tịch Việt Nam theo quy định của chính phủ. 6. Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam được mở công khai và ghi các thông tin về đăng ký quốc tịch tàu bay. Tổ chức cá nhân có quyền yêu cầu được cấp trích lục hoặc bản sao từ sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam và phải nộp lệ phí. 7 tàu bay mang quốc tịch Việt Nam từ thời điểm ghi vào sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải cấp giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay. 8. Người đề nghị đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam phải nộp lệ phí. Điều 14. Xóa đăng ký quốc tịch tàu bay. Tàu bay bị xóa đăng ký quốc tịch Việt Nam trong các trường hợp sau đây. 1. Bị tuyên bố mất tích theo quy định tại khoảng 3 điều 103 của luật này. 2 hư hỏng nặng không còn khả năng sửa chữa phục hồi. 3. Không còn đáp ứng điều kiện quy định tại khoảng 2 điều 13 của luật này. 4. Theo đề nghị của người đăng ký tàu bay, chủ sở hữu tàu bay, người nhận giao dịch bảo đảm, người cho thuê hoặc người bán tàu bay có điều kiện. Điều 15. Dấu hiệu quốc tịch, dấu hiệu đăng ký của tàu bay. Khi hoạt động tàu bay phải được sơn hoặc gắn các dấu hiệu quốc tịch, dấu hiệu đăng ký phù hợp với pháp luật của quốc gia đăng ký quốc tịch tàu bay. Điều 16. Quy định chi tiết về quốc tịch tàu bay. Trình tự thủ tục đăng ký, xóa đăng ký quốc tịch Việt Nam của tàu bay do chính phủ quy định. Mục 2. Tiêu chuẩn đủ điều kiện bay. Điều 17. Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay. 1. Tàu bay chỉ được phép khai thác trong vùng trời Việt Nam khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện bay còn hiệu lực do Bộ Giao thông Vận tải cấp hoặc công nhận. 2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay được cấp khi tàu bay có đủ các điều kiện sau đây: a. Tàu bay phù hợp với giấy chứng nhận loại tương ứng. b. Có đầy đủ trang bị thiết bị bảo đảm an toàn. c. Được khai thác bảo dưỡng theo đúng chế độ quy định. d ở trạng thái phù hợp với mục đích khai thác dự kiến. 3. Người đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay phải nộp lệ phí. 4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của tàu bay mang quốc tịch nước ngoài được công nhận với điều kiện việc cấp giấy chứng nhận đó phù hợp với tiêu chuẩn mà Việt Nam quy định hoặc công nhận. Điều 18. Giấy chứng nhận loại 1. Giấy chứng nhận loại được cấp hoặc công nhận nếu thiết kế của tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay đáp ứng tiêu chuẩn đủ điều kiện bay mà Việt Nam quy định hoặc được công nhận. 2. Người đề nghị cấp giấy chứng nhận loại phải nộp lệ phí. 3. Ba, tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay khi sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu vào Việt Nam phải phù hợp với giấy chứng nhận loại tương ứng do Bộ Giao thông Vận tải cấp hoặc công nhận. Điều 19. Điều kiện nhập khẩu, xuất khẩu tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và phụ tùng tàu bay. 1. Tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay khi xuất khẩu phải được Bộ Giao thông Vận tải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay xuất khẩu. Người đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay xuất khẩu phải nộp lệ phí. 2. Việc xuất khẩu, nhập khẩu tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và phụ tùng tàu bay phải bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không, an ninh quốc gia phù hợp với nhu cầu khai thác kinh doanh, tuổi tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam do chính phủ quy định. 3. Tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và phụ tùng tàu bay nhập khẩu với mục đích làm đồ dùng học tập và các mục đích phi hàng không khác không được sử dụng vào hoạt động hàng không dân dụng. Điều 20 Thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị thiết bị tàu bay. 1. Việc thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị thiết bị tàu bay tại Việt Nam phải bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc công nhận. 2. Cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị thiết bị tàu bay tại Việt Nam phải có giấy phép do Bộ Giao thông Vận tải cấp. Người đề nghị cấp giấy phép phải nộp lệ phí. 3. Tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị thiết bị của tàu bay mang quốc tịch Việt Nam chỉ được bảo dưỡng tại cơ sở bảo dưỡng và theo chương trình bảo dưỡng đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. 4. Tổ chức cá nhân nghiên cứu chế tạo tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị thiết bị tàu bay khi thử nghiệm thực tế tính năng bay của tàu bay phải báo cáo và tuân thủ theo quy định của Bộ Quốc phòng. Điều 21. Quy định chi tiết về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay. 1. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, thủ tục cấp công nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện bay, giấy chứng nhận loại, tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho các cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị thiết bị tàu bay, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, tiêu chuẩn thủ tục cấp giấy phép cho các cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, tàu bay không người lái là thiết bị bay mà việc điều khiển duy trì hoạt động của chuyến bay không cần có sự tham gia điều khiển trực tiếp của người lái trên thiết bị bay đó. Phương tiện bay siêu nhẹ bao gồm các loại khí cầu và mô hình bay. Khí cầu là thiết bị bay mà lực nâng được tạo bởi chất khí chứa trong vỏ bọc của nó, bao gồm khí cầu bay có người điều khiển và khí cầu bay không có người điều khiển. Mô hình bay bao gồm các loại tàu lượng được mô phỏng theo hình dáng, kiểu cách các loại máy bay, được gắn động cơ, được điều khiển bằng vô tuyến hoặc chương trình lập sẵn. Các loại dù bay và diều bay có hoặc không có người điều khiển, trừ các loại diều bay dân gian. Mục 3. Khai thác tàu bay Điều 22. Người khai thác tàu bay 1. Người khai thác tàu bay là tổ chức cá nhân tham gia khai thác tàu bay. 2. Người khai thác tàu bay là tổ chức được khai thác tàu bay vì mục đích thương mại khi được Bộ Giao thông Vận tải cấp hoặc công nhận giấy chứng nhận người khai thác tàu bay. Người khai thác tàu bay là cá nhân không được phép khai thác tàu bay vì mục đích thương mại. Điều 23. Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay. 1. Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay được cấp cho tổ chức để chứng nhận việc đáp ứng điều kiện khai thác an toàn đối với loại tàu bay và loại hình khai thác quy định. 2. Tổ chức được cấp giấy chứng nhận người khai thác tàu bay khi đáp ứng các điều kiện sau đây. A. Có tổ chức bộ máy khai thác, phương thức điều hành và giám sát khai thác tàu bay phù hợp. B. Có đội ngũ nhân viên được đào tạo và có giấy phép chứng chỉ phù hợp. C. Có chương trình huấn luyện nghiệp vụ, chương trình bảo dưỡng tàu bay phù hợp với tính chất và quy mô khai thác. D. Có tàu bay trang bị thiết bị bảo đảm khai thác an toàn. D. Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn khai thác. 3. Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận người khai thác tàu bay phải nộp lệ phí. Điều 24. Trách nhiệm của người khai thác tàu bay. 1. Duy trì hệ thống quản lý đủ khả năng kiểm tra và giám sát khai thác tàu bay an toàn. 2. Thực hiện quy định của tài liệu hướng dẫn khai thác. 3. Bảo đảm các phương tiện và dịch vụ mặt đất để khai thác tàu bay an toàn. 4. Bảo đảm mỗi tàu bay khi khai thác có đủ thành viên tổ bay được huấn luyện thành thạo cho các loại hình khai thác. 5. Tuân thủ các yêu cầu về bảo dưỡng sửa chữa tàu bay. 6 thực hiện đúng quy định trong giấy chứng nhận người khai thác tàu bay kể cả trong trường hợp sử dụng dịch vụ và nhân lực theo hợp đồng hỗ trợ khai thác, bảo dưỡng tàu bay. 7. Tuân thủ các quy định khác về khai thác tàu bay. Điều 25. Giấy tờ tài liệu mang theo tàu bay. 1. Khi khai thác, tàu bay mang quốc tịch Việt Nam phải có các giấy tờ tài liệu sau đây. A. Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay. B. Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay c. Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay. d. Giấy phép chứng chỉ phù hợp của thành viên tổ bay. d. Nhật ký bay. e. Giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện trên tàu bay nếu được lắp đặt. g. Tài liệu hướng dẫn bay dành cho tổ lái. h. Danh sách hành khách trong trường hợp vận chuyển hành khách. i. Bản kê khai hàng hóa trong trường hợp vận chuyển hàng hóa. k. Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. L. Tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay. 2. Giấy tờ tài liệu quy định tại khoản 1 điều này phải là bản chính trừ giấy chứng nhận người khai thác tàu bay. 3. Ba, giấy tờ tài liệu mang theo tàu bay mang quốc tịch nước ngoài thực hiện các chuyến bay đến và đi từ Việt Nam phải phù hợp với quy định của pháp luật quốc gia đăng ký quốc tịch tàu bay. Điều 26. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tàu bay và động cơ tàu bay tàu bay khi khai thác phải tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với tàu bay và động cơ tàu bay. Điều 27. Quy định chi tiết về khai thác tàu bay. 1. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về khai thác tàu bay, điều kiện, thủ tục và trình tự cấp giấy chứng nhận người khai thác tàu bay, giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện trên tàu bay, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tàu bay và động cơ tàu bay trừ trường hợp quy định tài khoản 2 điều này. 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ. Mục 4. Quyền đối với tàu bay. Điều 28. Các quyền đối với tàu bay. 1. Các quyền đối với tàu bay bao gồm A. Quyền sở hữu tàu bay B. Quyền chiếm hữu tàu bay bằng việc thuê mua, thuê có thời hạn từ 6 tháng trở lên C. Thế chấp, cầm cố tàu bay D các quyền khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 2. Các quyền đối với tàu bay quy định tại khoản 1 điều này bao gồm quyền đối với thân, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay, trang bị thiết bị vô tuyến điện của tàu bay và các trang bị thiết bị khác được sử dụng trên tàu bay đó không phụ thuộc vào việc đã lắp đặt trên tàu bay hoặc tạm thời tháo khỏi tàu bay. Điều 29. Đăng ký các quyền đối với tàu bay 1. Tổ chức cá nhân Việt Nam có các quyền đối với tàu bay quy định tại khoản 1 điều 28 của luật này phải đăng ký các quyền đó theo quy định của chính phủ. 2. Người đề nghị đăng ký các quyền đối với tàu bay phải nộp lệ phí. 3. Các vấn đề liên quan đến các quyền đã đăng ký của cùng một tàu bay phải được ghi trong sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam. Việc đăng ký các quyền đối với tàu bay quy định tại khoản 1 điều này có hiệu lực từ thời điểm được cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng bạ tàu bay của Việt Nam. 4. Việc chuyển đăng ký các quyền đối với tàu bay từ Việt Nam ra nước ngoài phải được sự đồng ý của những người có các quyền đó, trừ trường hợp tàu bay được bán để thi hành bản án, quyết định của tòa án hoặc quyết định của trọng tài đã có hiệu lực pháp luật. Điều 30. Chuyển quyền sở hữu tàu bay. 1 việc chuyển quyền sở hữu tàu bay phải được lập thành văn bản và có hiệu lực từ thời điểm được ghi vào sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam. 2. Việc chuyển quyền sở hữu tàu bay không làm mất quyền ưu tiên thanh toán tiền công cứu hộ giữ gìn tàu bay, trừ trường hợp tàu bay bị bán để thi hành bản án, quyết định của tòa án hoặc quyết định của trọng tài đã có hiệu lực pháp luật. Điều 31. Doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý khai thác tàu bay. Doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý khai thác tàu bay thuộc sở hữu nhà nước có quyền nghĩa vụ như chủ sở hữu tàu bay. Theo quy định của luật này và pháp luật về doanh nghiệp. Điều 32. Thế chấp tàu bay. 1. Người thế chấp tàu bay giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay của tàu bay thế chấp. 2. Thế chấp tàu bay thuộc sở hữu chung phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các đồng chủ sở hữu trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 3. Trong trường hợp một tàu bay là tài sản thế chấp cho nhiều chủ nợ thì thứ tự thế chấp được xác định theo thời gian đăng ký thế chấp. 4. Sau khi các khoản nợ ưu tiên đã được thanh toán, những chủ nợ đã được đăng ký thế chấp được trả nợ theo thứ tự đăng ký. 5. Tàu bay đang thế chấp không được chuyển quyền sở hữu trừ trường hợp có sự đồng ý của người nhận thế chấp. 6. Đăng ký thế chấp tàu bay bị xóa trong các trường hợp sau đây. A Nghĩa vụ được bảo đảm đã chấm dứt. B. Hợp đồng thế chấp tàu bay bị hủy bỏ. C. Tàu bay là tài sản thế chấp đã được xử lý. D. Có bản án quyết định của tòa án hoặc quyết định của trọng tài đã có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ thế chấp tàu bay hoặc tuyên bố hợp đồng thế chấp tàu bay vô hiệu. D. Theo đề nghị của người nhận thế chấp tàu bay. 7. Trong trường hợp tàu bay thế chấp bị mất tích hoặc hư hỏng đã được bảo hiểm thì người nhận thế chấp đã đăng ký thế chấp được hưởng số tiền bảo hiểm đó. Điều 33. Thanh toán tiền công cứu hộ giữ gìn tàu bay. 1. Tổ chức cá nhân thực hiện việc cứu hộ giữ gìn tàu bay được hưởng quyền ưu tiên thanh toán tiền công cứu hộ giữ gìn tàu bay và các chi phí có liên quan. 2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc việc cứu hộ giữ gìn tàu bay, Tổ chức cá nhân thực hiện việc cứu hộ giữ gìn tàu bay đăng ký quyền ưu tiên thanh toán tại khoản 1. Điều này theo quy định của chính phủ, người yêu cầu đăng ký quyền ưu tiên thanh toán từ việc cứu hộ giữ gìn tàu bay phải nộp lệ phí. 3. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 điều này, quyền ưu tiên thanh toán tiền công cứu hộ giữ gìn tàu bay bị chấm dứt trừ các trường hợp sau đây. A à, Tổ chức cá nhân thực hiện việc cứu hộ giữ gìn tàu bay đã đăng ký quyền ưu tiên thanh toán tiền công cứu hộ giữ gìn tàu bay. B. Tổ chức cá nhân thực hiện việc cứu hộ giữ gìn tàu bay và tổ chức cá nhân có nghĩa vụ thanh toán đã thỏa thuận với nhau về số tiền phải thanh toán. C. Tổ chức cá nhân cứu hộ giữ gìn tàu bay đã khởi kiện về thanh toán tiền công cứu hộ giữ gìn tàu bay. Điều 34. Các khoản nợ ưu tiên. 1. Các khoản nợ ưu tiên được thanh toán theo thứ tự sau đây. A. Án phí và các chi phí cho việc thi hành án. B. Tiền công cứu hộ, giữ gìn tàu bay và các chi phí có liên quan. 2. Các khoản nợ quy định tại điểm B khoảng 1 điều này được thanh toán theo thứ tự khoản nợ nào phát sinh sau thì được thanh toán trước. 1. Năm, thuê cho thuê tàu bay. Điều 35. Hình thức thuê cho thuê tàu bay. 1. Tổ chức cá nhân Việt Nam được thuê cho thuê tàu bay để thực hiện vận chuyển hàng không và các hoạt động hàng không dân dụng khác. 2. Thuê cho thuê tàu bay bao gồm các hình thức sau đây. A. Thuê cho thuê tàu bay có tổ bay. B. Thuê cho thuê tàu bay không có tổ bay. 3. Hợp đồng thuê cho thuê tàu bay phải được lập thành văn bản. Điều 36. Thuê cho thuê tàu bay có tổ bay. 1. Trong trường hợp thuê cho thuê tàu bay có tổ bay, tàu bay được khai thác theo giấy chứng nhận người khai thác tàu bay của bên cho thuê. 2. Bên cho thuê chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện tiêu chuẩn an toàn về bảo dưỡng khai thác tàu bay. Điều 37. Thuê cho thuê tàu bay không có tổ bay. 1. Trong trường hợp thuê cho thuê tàu bay không có tổ bay, tàu bay được khai thác theo giấy chứng nhận người khai thác tàu bay của bên thuê. 2. Bên thuê chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện tiêu chuẩn an toàn về bảo dưỡng khai thác tàu bay. 3. Ba, trường hợp tổ chức cá nhân Việt Nam thuê tàu bay không có tổ lái của nước ngoài, nếu phát sinh những yêu cầu đặc biệt của bên thuê về phương tiện, thiết bị trên tàu bay, thiết bị liên lạc và dẫn đường thì phải được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận. Điều 38. Yêu cầu đối với thuê tàu bay. Khi sử dụng thuê tàu bay bên thuê không được cho bên cho thuê hoặc bất kỳ người có liên quan nào khác hưởng các lợi ích kinh tế hoặc sử dụng các quyền vận chuyển hàng không của bên thuê. Điều 39. Chấp thuận việc thuê cho thuê tàu bay giữa tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài. 1. Việc thuê cho thuê tàu bay giữa tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài phải được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận bằng văn bản sau khi xem xét các nội dung sau đây. A. Hình thức thuê B. Tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp đồng thuê tàu bay C. Thời hạn thuê D. Số lượng, loại và tuổi tàu bay thuê D. Quốc tịch tàu bay E. Giấy chứng nhận liên quan đến tàu bay G. Thỏa thuận về việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách hành lý, hàng hóa và đối với người thứ ba ở mặt đất. H tổ chức chịu trách nhiệm khai thác, bảo dưỡng tàu bay theo giấy chứng nhận người khai thác tàu bay. 2. Tổ chức cá nhân Việt Nam thuê cho thuê tàu bay phải cung cấp bản sao hợp đồng thuê cho thuê và các tài liệu có liên quan theo yêu cầu để xem xét chấp thuận. Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các tài liệu này. 3. Thủ tục chấp thuận quy định tài khoản 1 điều này không áp dụng đối với việc thuê tàu bay có thời hạn không quá 7 ngày liên tục trong các trường hợp sau đây. A. Thay thế tàu bay khác làm nhiệm vụ chuyên cơ hoặc bị trưng dụng vào các mục đích công vụ nhà nước khác. B. Thay thế tàu bay bị tai nạn sự cố kỹ thuật. C. Thay thế tàu bay không khai thác được vì lý do bất khả kháng. Tổ chức cá nhân Việt Nam thuê tàu bay quy định tài khoản này phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Giao thông Vận tải về việc bên cho thuê có giấy chứng nhận người khai thác tàu bay phù hợp. 4. Tổ chức cá nhân Việt Nam có nghĩa vụ thanh lý hợp đồng, tái xuất tàu bay thuê hoặc đưa tàu bay cho thuê về Việt Nam trong trường hợp hợp đồng hết hiệu lực, giấy phép tạm nhập khẩu tàu bay thuê hoặc giấy phép tạm xuất khẩu tàu bay cho thuê hết hiệu lực hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều 40 chuyển giao nghĩa vụ giữa quốc gia đăng ký quốc tịch tàu bay và quốc gia của người khai thác tàu bay một trong trường hợp thuê cho thuê tàu bay giữa tổ chức cá nhân việt nam và tổ chức cá nhân nước ngoài thì bộ giao thông vận tải thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký quốc tịch tàu bay hoặc của quốc gia của người khai thác tàu bay có liên quan để tiếp nhận hoặc chuyển giao nghĩa vụ của quốc gia đăng ký quốc tịch tàu bay phù hợp với pháp luật việt nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Quốc gia của người khai thác tàu bay là quốc gia nơi người khai thác tàu bay có trụ sở chính nếu người khai thác là tổ chức hoặc nơi thường trú nếu người khai thác là cá nhân. 2. Thỏa thuận quy định tại khoản một điều này bao gồm một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện. A. Quy định về bảo đảm hoạt động bay. B. Quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện bay. C yêu cầu đối với thành viên tổ bay. D. Quy định liên quan đến lắp đặt và sử dụng thiết bị vô tuyến điện trên tàu bay. Mục 6. Đình chỉ thực hiện chuyến bay, tạm giữ, bắt giữ tàu bay. Điều 41. Đình chỉ thực hiện chuyến bay. 1. Tàu bay chưa khởi hành bị đình chỉ thực hiện chuyến bay khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây. A. À, xuất hiện tình huống cấp thiết phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, hoặc phát hiện tàu bay có dấu hiệu vi phạm các quy định về bảo đảm quốc phòng an ninh. B. Vi phạm các quy định về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, khai thác tàu bay, an toàn hàng không, an ninh hàng không, thủ tục chuyến bay, lập và thực hiện kế hoạch bay, thực hiện phép bay. C. Phát hiện chuyến bay có dấu hiệu bị uy hiếp an toàn hàng không, an ninh hàng không. D. Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2 trong trường hợp quy định tại các điểm A, B và C khoảng một điều này, Giám đốc Cảng vụ Hàng không hoặc Thanh tra Hàng không lập biên bản và ra quyết định đình chỉ thực hiện chuyến bay. Quyết định đình chỉ thực hiện chuyến bay có hiệu lực ngay và phải được gửi cho người chỉ huy tàu bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu và các cơ quan tổ chức hữu quan. 3. Các cơ quan khác có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ thực hiện chuyến bay thì quyết định đó có hiệu lực ngay. Quyết định đình chỉ thực hiện chuyến bay phải được gửi ngay sau đó cho cảng hàng không nơi tàu bay dự định khởi hành. 4. Người chỉ huy tàu bay, người khai thác tàu bay phải tuân thủ quyết định đình chỉ thực hiện chuyến bay và có quyền yêu cầu cơ quan hoặc người ra quyết định làm rõ lý do đình chỉ. 5. Tàu bay bị đình chỉ thực hiện chuyến bay được tiếp tục thực hiện chuyến bay sau khi không còn các căn cứ quy định tại khoản 1 điều này và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép tiếp tục thực hiện chuyến bay. Điều 42. Yêu cầu tàu bay hạ cánh tại cảng hàng không sân bay. 1. Tàu bay đang bay trong lãnh thổ Việt Nam có thể bị yêu cầu hạ cánh tại cảng hàng không sân bay khi chuyến bay có dấu hiệu bị uy hiếp an toàn hàng không, an ninh hàng không, hoặc trong các trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Trường hợp phát hiện chuyến bay có dấu hiệu bị uy hiếp an toàn hàng không an ninh hàng không, giám đốc cảng vụ hàng không có quyền quyết định yêu cầu tàu bay hạ cánh tại cảng hàng không sân bay, quyết định này có hiệu lực ngay. 3. Các cơ quan khác có thẩm quyền ra quyết định yêu cầu tàu bay hạ cánh tại cảng hàng không sân bay thì quyết định này có hiệu lực ngay. Quyết định yêu cầu tàu bay hạ cánh phải được gửi ngay sau đó cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu và cảng vụ hàng không có liên quan. 4. Cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu có liên quan có trách nhiệm yêu cầu tàu bay hạ cánh tại cảng hàng không sân bay theo quyết định của giám đốc cảng vụ hàng không và cơ quan khác có thẩm quyền. Trường hợp vì lý do an toàn của chuyến bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu có quyền không thực hiện yêu cầu tàu bay đang bay hạ cánh tại cảng hàng không sân bay và phải báo cáo cho cơ quan ra quyết định yêu cầu tàu bay hạ cánh. 5. Tàu bay bị yêu cầu hạ cánh tại cảng hàng không sân bay được tiếp tục thực hiện chuyến bay sau khi không còn căn cứ quy định tại khoản 1 điều này và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép tiếp tục thực hiện chuyến bay. Điều 43. Tạm giữ tàu bay. 1. Tàu bay có thể bị tạm giữ khi xảy ra các trường hợp sau đây. A. Vi phạm chủ quyền và an ninh quốc gia của Việt Nam. B. Không khắc phục các vi phạm quy định tại điểm B khoảng 1 điều 41 của luật này hoặc không chấp hành các biện pháp xử lý vi phạm. C. Thực hiện hành vi bị cấm liên quan đến hoạt động bay, khai thác tàu bay và vận chuyển hàng không. D. Vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến tổ bay, hành khách, hành lý, hàng hóa chuyên chở trong tàu bay. D. Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm A, B, C và D khoảng một điều này, giám đốc, cảng vụ hàng không hoặc thanh tra hàng không có quyền tạm giữ tàu bay. Quyết định tạm giữ tàu bay có hiệu lực ngay và phải được gửi cho người chỉ huy tàu bay, người khai thác tàu bay và các cơ quan tổ chức hữu quan. 3. Các cơ quan khác có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ tàu bay thì quyết định đó có hiệu lực ngay. Quyết định tạm giữ tàu bay phải được gửi ngay sau đó cho cảng hàng không nơi tàu bay dự định khởi hành. 4. Việc tạm giữ tàu bay được chấm dứt khi các hành vi vi phạm đã được xử lý theo quy định của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm giữ tàu bay đề nghị chấm dứt tạm giữ. Điều 44. Bắt giữ tàu bay. 1. Bắt giữ tàu bay là biện pháp mà tòa án áp dụng đối với tàu bay vì lợi ích của chủ nợ, chủ sở hữu, người thứ ba ở mặt đất bị thiệt hại, hoặc những người khác có quyền và lợi ích đối với tàu bay theo quy định tại khoản 2 điều này. Trừ việc bắt giữ tàu bay để thi hành bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án hoặc quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc bắt giữ tàu bay có thể áp dụng đối với bất kỳ tàu bay nào của cùng một chủ sở hữu 2. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu bay hạ cánh, quyết định bắt giữ tàu bay theo yêu cầu bằng văn bản của chủ sở hữu hoặc của chủ nợ trong trường hợp tàu bay là tài sản bảo đảm cho khoản nợ của chủ nợ hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của người thứ ba ở mặt đất bị thiệt hại do tàu bay đang bay gây ra hoặc những người có quyền và lợi ích đối với tàu bay theo quy định của luật này. 3. Người yêu cầu bắt giữ tàu bay phải bảo đảm tài chính theo hình thức và giá trị do tòa án ấn định, tương đương với thiệt hại có thể gây ra cho tàu bay do việc bắt giữ tàu bay. 4. Trong trường hợp tàu bay bị bắt giữ, người vận chuyển, người khai thác tàu bay vẫn phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đã cam kết. 5. Việc bắt giữ tàu bay được chấm dứt trong các trường hợp sau đây: A. Các khoản nợ đã được thanh toán đầy đủ. B. Đã áp dụng biện pháp bảo đảm thay thế. C. Người yêu cầu bắt giữ đề nghị thôi bắt giữ. 6. Thủ tục bắt giữ tàu bay thực hiện theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điều 45. Khám xét tàu bay. 1. Giám đốc cảng vụ hàng không và các cơ quan khác có thẩm quyền có quyền quyết định khám xét tàu bay trong các trường hợp sau đây. A. Phát hiện có dấu hiệu vi phạm chủ quyền, an ninh quốc gia, an ninh hàng không, an toàn hàng không. B. Thành viên tổ bay, hành khách hoặc việc chuyên chở hành lý, hàng hóa, bưu gửi và các vật phẩm khác trong tàu bay vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch. 2. Người quyết định khám xét tàu bay có trách nhiệm thông báo cho người chỉ huy tàu bay và các cơ quan tổ chức có liên quan trước khi khám xét. 3. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo cho giám đốc cảng vụ hàng không về quyết định khám xét tàu bay để phối hợp thực hiện. Điều 46 trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người khai thác tàu bay hoặc người vận chuyển tổ chức cá nhân quyết định đình chỉ việc thực hiện chuyến bay yêu cầu tàu bay hạ cánh tại cảng hàng không sân bay tạm giữ yêu cầu tạm giữ yêu cầu bắt giữ tàu bay hoặc khám xét tàu bay trái pháp luật thì phải bồi thường thiệt hại gây ra cho người khai thác tàu bay hoặc người vận chuyển